Xin được kính chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên tổng hợp lại các mẫu đẩy công suất trong buổi tối live stream ngày hôm qua. Có các bác chưa kịp xem thì ngày hôm nay các bác có thể theo dõi lại. Em sẽ đi về giá cả cũng như là công suất mà đẩy đưa ra để cho các bác tham khảo xem là phù hợp với dòng loa nào các bác nhé. Trước mặt các bác thì đây là các mẫu đẩy mà bên cửa hàng đã vệ sinh và kiểm tra test ok chất lượng sản phẩm, nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Và bên này là một số đẩy công suất. Trong buổi tối ngày hôm qua thì em thanh lý những chiếc như thế này với mức giá chỉ là 900.000 đồng cho một chiếc là hai nguồn công suất như thế này. Thì ngày hôm nay anh em đã vệ sinh được có một chiếc, mức giá chỉ 700.000 đồng cho mẫu đẩy công suất là SPR220. Các bác chốt sản phẩm thì có thể là nhắn tin gọi điện đến bên cửa hàng nhé để chốt sản phẩm này. Máy này thì dạng mặt phai nhôm và mức giá là 700.000 đồng, hai kênh công suất. Bình thường ra các bác mua một bộ vỏ bãi như thế này là có mức giá là 500.000 đồng rồi. Và đẩy này là tình trạng là đẩy lỗi và em thanh lý mức giá là 700.000 đồng, bao gồm cả linh kiện này. Các bác có thể sửa chữa, thay thế linh kiện, mức giá loanh quanh tầm 100-200.000 đồng để các bác sử dụng nhé. Mức giá 700.000 đồng cho một chiếc đẩy lỗi như thế này. Rồi, tiếp theo đi ạ. Trước mặt các bác là mẫu đẩy T300L. Mẫu đẩy này thì dạng mặt phai nhôm, hình thức thì đang còn rất là mới các bác nhé, rất đẹp, rất mới. Chiết áp của nó làm bằng chiết áp bằng nhôm, rất là đẹp. Mã của nó là T300L và đặc biệt là có màn hình hiển thị này. Khi mà các bác khởi động thì sẽ có từ welcome xin chào, đúng không ạ? Kính chào. Hai kênh công suất, nó hiển thị mức decibel và nhiệt độ của hai vế này. Chế độ đánh nó sẽ hiển thị đây luôn khi mà các bác gạt cần đằng sau. Mẫu đẩy này thì có chế độ đánh là Bright, chập kênh để đánh súp này, Stereo đánh độc lập và Paranel. Mã TL300, công suất thì nó vừa phải thôi, 300W một kênh. Và khi mà các bác dồn kênh sang chế độ Stereo thì nó sẽ lên là 800W để các bác đánh súp nhé. Mẫu này thì nó có cả mạch để các bác cắt súp này. Đó, các bác để ý cho em này, mạch cắt súp đây. Giải tần cắt súp thì nó xuống tới là 25 dB cho đến giải, đây là các cái giải bát, giải trung trầm như là giải thấp của trầm 150 dB. Kết nối thì tất nhiên là 6 ly hoặc là Canon đây rồi. Quạt chạy thì rất là êm. Còn loa thì sẽ ra bằng cầu bắp chuối hoặc là jack music các bác nhé. Cô đẩy có cả mạch cắt súp. Hình thức thì rất là đẹp. Thông tin màn hình mà nó hiển thị sẽ là nhiệt độ của hai bên, công suất này, chế độ này, đúng không ạ? Rồi em sẽ test thử chất âm của cái bộ đẩy này một chút nhé. Sau đó là em sẽ báo giá các cái sản phẩm kia. Đây. Đó, các bác có thể thấy là mà các bác đưa âm lượng decibel lên thì nó sẽ hiển thị. Sản phẩm cùng với một chiếc vang 3G Audio DCM1X, dòng vang số cao cấp của nước Đức, sản xuất tại vang này là vang thương hiệu của nước Đức các bác nhé. 3G Audio DCM1X này, dòng này thì bên cửa hàng bán rất là nhiều rồi, mức giá thì cực kỳ hợp lý thôi. Vang cơ lai số rồi vang số, con này là vang số, là vang cao cấp nhất rồi, hay nhất rồi, eco gì vừa rất là hay. Mà mức giá thì rất là bình dân, chỉ 1 triệu, hơn 1 triệu thôi, 1 triệu mốt. Và các bác sẽ được tặng kèm jack Canon các bác nhé. Em sẽ test thử chất âm của các bác này. Con vang này là con vang demo, nó hơi xấu một chút thì em để demo. Còn khi mà em gửi hàng cho các bác thì sẽ chọn những con đẹp nhất như thế này. Em sẽ gửi cho các bác nhé. Test thử chất âm này, echo gì vào rất là hay. Và đặc biệt là chống hú rít này, các bác có thể quan sát là em đang mở mic này. Một chiếc mic có dây thôi và em đang ở rất là gần loa, đúng không ạ? Cách chỉ từng là 0,5m, 50cm. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
67 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
vang này thì rất là dễ hiệu chỉnh nhá. Vang số như một full chức năng chỉnh tay. Em sẽ gửi video cũng như là có kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bác, hỗ trợ các bác là chỉnh tay theo ý thích của các bác nhé. Vang số 3G Audio, giá là 1.100.000 đồng. Và chiếc đẩy công suất mà em đang giới thiệu cho các bác đây là đẩy T300L, có màn hình hiển thị này, nhiệt độ này, cũng như là decibel này, chế độ đánh này, có chập kênh, mức giá là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng các bác nhé. Các bác quan tâm thì nhắn tin, gọi điện đến Zalo của cửa hàng để chốt sản phẩm. Rồi, ok các bác. Tiếp tục video trong ngày hôm nay thì các bác đừng quên là bỏ ra một vài giây ủng hộ cửa hàng bằng cách là tặng cho em một nút like nhé. Và bác nào mới xem kênh của em Vua Công Suất thì hãy đăng ký kênh cũng như là ấn vào quả chuông thông báo phía dưới màn hình để không bỏ lỡ các video như thế này. Thanh lý mặt hàng âm thanh đẩy công suất giá chỉ 700.000 đồng, cũng như là các mặt hàng âm thanh cực kỳ chất lượng mà giá lại phải chăng các bác nhé. Cái mẫu đầu tiên trong cái lô mà em thanh lý ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác đó là một cục đẩy nguồn xung công suất đưa ra là 450W thì sẽ phù hợp cho các bác đánh một đôi loa full 30. Các bác chốt sản phẩm thì có thể là nhắn tin cho em là đẩy nguồn xung, mã của nó là TA203, mức giá là 2 triệu đồng các bác nhé. Mẫu tiếp theo đó là mẫu Sơn Mew. Mẫu này thì là máy chạy Class D mà thông số kỹ thuật thì nhà hãng cũng đưa rõ ra đây cho các bác rồi. TH450, mẫu này thì công suất của nó là 450W một cây, máy Class D, mức giá là 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng các bác nhé. Các bác nhắn tin chốt cho em là mã đẩy Class D TH450. Form của nó thì là form nhỏ gọn thôi, các bác có thể quan sát cho em này, hậu của nó sâu chừng khoảng là 35cm các bác nhé. Cái thước của em là em cắt đi 10 phân này, đúng không ạ, 45, thì đây có nghĩa là 35, chiều sâu của nó là 35, mức giá là 2.500.000 đồng, công suất Class D 450W một cây. Mẫu tiếp theo mà em thanh lý cho các bác này, dạng size 3U, công suất rất là khỏe, mức giá thì chỉ là 2.500.000 đồng, cho một men công suất là 800W một cây. Mã này của nó thì là mã MT900, thì em cứ báo lùi xuống công suất cho các bác là 100W đi. Nó chạy 24 con sò Toshiba và 8 quả tụ lọc nguồn 100V các bác nhé, tụ 100V. Máy thì hình thức vỏ nó hơi xấu nên em thanh lý ra tốt, giá chỉ 2.500.000 đồng. Các bác quan tâm đến công suất và bỏ qua ngoại hình và mức giá hợp lý thì đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt này, giá 2.500.000 đồng, giá không ở đâu tốt hơn rồi. Và em sẽ bao cho các bác là biến áp sẽ là nguồn đồng zin 100% các bác nhé, biến áp nguồn đồng, chất âm thì rất là hay vì đây là đẩy hãng HLA MT900. Chốt nhắn tin cho em này, MT900, công suất 800W một kênh, 800W một kênh các bác nhé, đánh một đôi loa full 40, full 30 thoải mái. Mẫu tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến các bác đó là cái mẫu thương hiệu của nó là HVKIT, mã của nó là PA32. Và mẫu đẩy công suất này thì biến áp nguồn của nó là dạng là 17cm, hậu của nó sâu chừng khoảng hơn 30cm các bác nhé, hơn 30cm. Cái thước của em đang bị cắt ngắn này các bác này. Thì cái mã này công suất mà máy đưa ra sẽ là 400W một kênh và mức giá thanh lý sẽ là giá tốt 2 triệu đồng. Mẫu này sẽ phù hợp với các bác có cái không gian kệ cũng như là các bác bày đã rất là nhiều thớt rồi thì có thể tham khảo mẫu này để đánh lên một đôi loa full 25 hoặc là các cái đôi loa nằm, đôi loa trợ lời các bác nhé. Mức giá là 2 triệu đồng. Form 1U, một mẫu form 1U tiếp theo. Máy này thì công suất đưa ra là 300W một kênh, biến áp nguồn của nó dạng 17cm. Nó cũng chạy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 8 con sò NDVK. Thương hiệu của nó là S-Guy. Thương hiệu S-Guy các bác này. Chốt thì nhắn tin cho em nhé, mức giá thì thanh lý giá tốt rồi, 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng. Mẫu tiếp theo đi ạ. Mẫu này thì em bán cực kỳ nhiều rồi, mẫu SoundQ PA1400. Máy này thì đưa ra công suất là 500W một kênh, máy chạy 20 sò Toshiba, 8 quả tụ lọc nguồn Ellipson, của hãng Ellipson, 63V. Biến áp nguồn thì đo trực tiếp cho các bác xem luôn. Biến áp nguồn của nó dạng 17cm các bác nhé, 17cm.
Máy này thì ngày hôm nay chỉ còn một chiếc lẻ lô thì sẽ thanh lý giá tốt cho các bác. Đó là mức giá là 1 triệu 700.000 đồng. Các bác chốt thì có thể nhắn tin cho em là mã PA 1400, máy 1 triệu 700.000 đồng các bác nhé. Mẫu tiếp theo đó là mẫu công suất Uskin Focus. Mã này thì em bán số lượng còn một chiếc lẻ lô, thanh lý giá tốt luôn, PA 1.0K. Máy này thì công suất mà máy đưa ra sẽ là 800W một kênh và máy đang bán mức giá là 3 triệu 200.000 đồng. Nó chạy 12 quả tụ 10.000mAh 50V và công suất sò công suất sẽ là, các bác đếm theo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 con sò Toshiba hệ 5 vỉ mạch, mức giá là 3 triệu 200.000 đồng. Thì còn một chiếc như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác mức giá là 2 triệu 700.000 đồng các bác nhé. 2 triệu 700 nghìn đồng, giá thanh lý quá tốt rồi. 800W một cây. Bên này 2 triệu 500 nghìn đồng. Và bên này là 2 triệu 700 nghìn đồng. Không có ở đâu có mức giá tốt như thế này đâu các bạn. Máy này thì còn rất là đẹp. Thì tất nhiên là máy đẹp thì giá nó sẽ cao rồi. MA850, công suất 850W một cây. 8 quả tụ, 6 quả tụ, xin lỗi các bác nhé. Hệ mạch cửa lát hát, hệ mạch cửa lát hát. Và công suất là 850W một kênh. Với mã này thì sẽ bao cho các bác đánh hai đôi loa full 30, rất là căng. Mức giá thì là 3 triệu 700.000 đồng. Đối với sản phẩm này thì sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Không cần bảo hành thì có thể là trừ đi cho em 200.000 đồng. Được chưa ạ? Máy rất là đẹp. MA850. Form ngắn. Một mẫu đẩy thanh lý giá 1 triệu 300.000 đồng. Em còn hai chiếc như này. Mẫu đẩy Alice. Công suất thì vừa phải thôi, 300W một kênh, nhưng nó dạng size 3U, 2 quạt làm mát ở trước và sau, rất là mát, rất là bền máy các bác nhé. Biến áp nguồn size 3U, công suất thì là 300W một kênh, 300W một kênh, mức giá sẽ là 1 triệu 300.000 đồng, 1 triệu 300.000 đồng. Với các cái mẫu đẩy này thì sẽ bao cho các bác đánh một đôi loa nằm 30 hoặc là hai đôi loa nằm 25, đánh rất là căng và em sẽ cam kết cho các bác là đánh sẽ hay hơn âm đi rất là nhiều. Nó sẽ giải bát chung dép, giải nào ra giải đó, rất là hay và sẽ rất là khỏe các bác nhé. Hoặc các bác có thể là tham khảo để lấy về đánh loa full 25, full 30 để nghe nhạc. Mức giá thì chỉ 1 triệu 300.000 đồng thôi, hai chiếc còn lại duy nhất. Nhanh tay chốt sản phẩm thì gọi điện nhắn tin đến cửa hàng để chốt sản phẩm, nhắn tin cho em nhé. Rồi, đây là những con đẩy Mỹ ETC cũng như là dòng đẩy này thì em đã có lên ở trong livestream rồi. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn giới thiệu qua cho các bác về các cái dòng đẩy Mỹ như thế này. Dòng đẩy ETC thì được sản xuất 100% tại Mỹ, ở Los Angeles. Qua bao nhiêu năm tháng thì máy vẫn chất như thế này, tay cầm rất là chắc chắn nhé. Em sẽ có một video để giới thiệu riêng về các cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu các cái sản phẩm thanh lý thôi. Cái mã trước mắt các bác đây là mã EX750 và nó bị mất hai núm chiết áp này. Nó chạy 12 con sò sắt của Mexico. Sò sắt Mexico các bác nhé, sản xuất tại Mỹ và nó chỉ hai tụ lọc nguồn thôi, nhưng mà tụ lọc nguồn của nó rất là to, các bác có thể để ý cho em này, tụ của nó to bằng cổ tay. Biến áp nguồn, tản nhiệt nhôm ở đằng sau đây, 12 con sò và công suất max mà máy đưa ra sẽ là 1200W các bác ạ, 1200W cho máy EX750 này. Quan sát cho em 1200W này, đó công suất max, thấy chưa ạ? Mức giá em thanh lý ngày hôm nay cho các bác đó là 2 triệu 700.000 đồng các bác nhé. 2 triệu 700.000 đồng cho đẩy sò sắt này. Đẩy ETC của Mỹ thì có mức giá là 3 triệu đồng. Con này thì nó chạy sò Saken 2 vít và em sẽ bao zin hoàn toàn cho các bác. Các bác để ý cho em này, keo chỉ nguyên zin của nhà máy luôn, đúng không ạ? Tất thần tật. Cái keo xanh này không thể thay thế được đâu. Linh kiện tốt, bao zin hoàn toàn. Mức giá là 3 triệu đồng. Với các sản phẩm này là sản phẩm siêu tầm và các bác chơi thì cái giá trị còn mang lại, thứ nhất là về chất âm nghe nhạc rất là hay, và thứ hai nó là sản xuất tại Mỹ 100%, cái thứ ba nữa là cái giá trị của nó sẽ không thay đổi theo thời gian, và có khi là mua ngày hôm nay như ngày mai giá nó sẽ là cao hơn rồi vì các cái hàng này là nó đã ngưng sản xuất rồi các bác ạ. Mẫu đẩy trước mắt các bác đây là TC Pro thì em cũng đã giới thiệu có video chi tiết rồi. Các bác quan tâm thì có thể là xem video về TC Pro. Mẫu đẩy này thì nó đưa ra công suất là 900W một kênh và mức giá bán bên cửa hàng đang là 3 triệu 900 nghìn đồng. Bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. 3 triệu 900 nghìn đồng, yên tâm chơi.
không cần bảo hành thì các bác trừ đi 300.000 đồng cho em. Em vẫn sẽ bao test cho các bác một tuần. Máy thì nguyên keo nguyên chỉ, đây là các keo của nhà máy các bác nhé. Đây là keo chỉ của nhà máy này. Máy chạy hệ sò trường, hệ sò NDVK 28 sò và có bù áp. Tụ lòng nguồn của nó lên tới 80V, 8 quả tụ, 10.000 pin. Máy thì rất là chất, bao zin hoàn toàn, TC Pro, 900W một cây. Sẽ phù hợp cho các bác đánh một đôi loa full 40 hoặc là hai đôi loa full 30, rất là dư công suất, rất là hay. Mẫu đẩy 3 kênh, mẫu đẩy LAS 3 kênh, mã của nó là MA4004. Máy này thì nó đưa ra công suất là 600W cho hai kênh đánh full và kênh đánh súp sẽ là 1.000W. Máy thì nó chạy 12 quả tụ lòng nguồn, tụ Ellipson, tụ 63V 10.000mi, 63V 10.000mi các bác nhé. Còn 4 quả tụ đánh súp bên này là nó là 80V, 80V, biến áp nguồn lớn. Máy thì sản xuất tại Taiwan, Đài Loan. Máy lát thuộc công ty của BF Audio. Mặt phai nhôm rất là đẹp, mức giá là 3.500.000 đồng, bảo hành 6 tháng các bác nhé. Máy hệ máy của Martin, hệ máy Martin Anh Quốc. Máy này thì nó chạy là 36 đèn và hệ của nó là hệ 5 vỉ mạch. Các bác để ý cho em này, hệ 5 vỉ mạch. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là hay đối với hệ 5 vỉ mạch này. Sò thì nó chạy 36 con sò rồi. Công suất mà máy đưa ra sẽ là 800W một cây. Các bác nhé, 8 quả tụ lòng nguồn, 80V, 10.000mi, biến áp nguồn lớn. Mức giá sẽ là 3.7 triệu, bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Không cần bảo hành thì trừ đi cho em 200.000 đồng. Công suất 800W một kênh. Số lượng thì còn vài chiếc thôi. Mẫu tiếp theo mà em giới thiệu đến các bác đó là mẫu thương hiệu DMX. DMX này, DMX500. Máy này thì nó chạy hệ mạch là hệ mạch Class H các bác nhé. Hệ mạch Class H, 8 quả tụ 160V và tụ 80V, hai biến áp, hai cuộn dập xung ở đây, một cuộn ở đây này. Máy chạy Class H, tiếng rất là sáng, rất là hay. Nó sẽ đánh các cái dòng loa như là dòng loa DMX, Bassnel, Tepnel hoặc là các cái dòng loa đủ giải full 30, rất là hay. Mức giá thì sẽ là 3.200.000 đồng, bảo hành cho các bác 6 tháng nhé. Không cần bảo hành thì cứ trừ cho em đi 200.000 đồng. Rồi em xin phép là dừng video tại đây thôi. Các bác quan tâm đến các cái sản phẩm âm thanh công suất giá thế nào thì có thể là liên hệ đến cửa hàng để chốt sản phẩm nhé. Bên em thì sẽ giao hàng toàn quốc. Và các bác đừng quên bỏ ra một vài giây để ủng hộ cửa hàng cách là tặng cho em một nốt like nhé. Em xin được chân thành cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các cái khung giờ như là 8 giờ tối ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Thì em sẽ lên giao lưu tặng quà âm thanh cho các bác nhé. Xin chào.